Ừ thì các bạn cũng hay làm về chuối để trồng cây chuối con từ nhỏ đó, thì các bạn không biết bấm cái cây chuối như thế nào để trồng cho phù hợp. Thì cái cây chuối nhỏ hạn như thế này là mình trồng được nha các bạn. Hồi đợt đó mình trồng cái cây chuối này nè là nhỏ hạn dây như thế này đó, nhỏ hạn như vậy luôn đó. Mà mình trồng xong bắt đầu khoảng được chiều là mình tưới nước nha, thì khi không cỡ được gần 1 tháng rễ nó đâm ra này nọ xong xuôi đó, bắt đầu mình bỏ phân NPK. Mà mỗi lần mình bỏ một nấm vậy thôi các bạn, và giờ nó phát triển cây nó bự to nhất trong cái cây luôn, và nó sinh ra được, nó nảy ra được 3 cây con nè. Thì mình đợi 2 cái cây này đó là nó bằng cái cây này, thì cây này lớn hơn một chút nữa thì mình bấn một lần luôn. Chứ còn bây giờ hiện tại mình bấn ra để mình trồng á các bạn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái cây khác á. Mình lấy cái xà beng mình trắng vô thì nó nhiều lúc nó sẽ gãy những cái cây khác đó. Ở đây nó có một cái cây nhỏ nó mới lú lên các bạn này. Đó. Cái này, chỗ này cũng khó bấn các bạn ạ. Bấn nó sẽ ảnh hưởng những cái cây nó mới lú các bạn. Nhà các bạn nào mà có trồng cây chuối thì xem những cái video trước mình bấn á, mình trồng á, thì các bạn thấy cũng đơn giản thôi các bạn, và chăm sóc chuối nó cũng khá đơn giản thôi. Tôi xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Ái chào các bạn nha.